Đây là hình ảnh vòng chung kết thần đồng cờ tướng Việt năm 2024 diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Ohana Bình Định. Trải qua vòng đấu tuyển chọn và vòng thi khu vực, 37 vận động viên xuất sắc nhất của cả nước đã lọt vào tới vòng chung kết diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 8. Thần đồng cờ tướng Việt sẽ được nhận phần thưởng của ban tổ chức 50 triệu đồng cùng học bổng 5 năm của Liên đoàn cờ tướng Việt Nam. Đây là một giải cực kỳ quy củ, nghiêm túc và rất là chất lượng. Thì hầu như là các bé không có cái tính toán gì được nhiều nữa. Cứ vào là phải chiến thôi, không phải như là cái chặng đánh đường dài như các giải quốc gia. Gia đình cũng toàn tâm đi theo nó, ủng hộ cho cháu. Tất cả các bé đều có tố chất cả. Bây giờ chỉ hơn nhau là bé nào đam mê hơn thôi. Đây là một cái nguồn để đào tạo trẻ cho sau này. Phong trào cờ tướng ở thành phố Hồ Chí Minh mấy năm nay như thế nào? Em thấy là rất sôi nổi. Hàng năm á, mình tổ chức có một giải toàn quốc trẻ trẻ là nó thật ra là rất thiếu cho mấy bạn trẻ. Cháu Nhật Minh thì năm 2023 thì có cái thành tích đạt huy chương đồng của giải cờ tiêu chuẩn giải trẻ toàn quốc. Đến năm 2024 thì bé có 4 cái huy chương vàng, 2 cái bạc của giải trẻ toàn quốc. Cuối năm 2023 thì bé được tham dự cái giải cờ trẻ thế giới ở Mỹ và đứng hạng thứ 4. Em nghĩ là khi mà bước ra biển lớn thì mới thấy rất nhiều bé có tố chất. Nếu thực sự mình đánh giá con mình là có tố chất thì ở đây tất cả các bé đều có tố chất cả. Bây giờ chỉ hơn nhau là bé nào đam mê hơn thôi. Thế hàng ngày ở nhà thì em có cho đi luyện cờ các thầy ở trong thành phố hướng dẫn thêm không? Dạ, hàng tuần thì có 2 buổi bé vẫn đang tập cờ với thầy Hiếu ở trung tâm của quận 3. Và cũng được thầy đang đưa vào để luyện trọng điểm. Ngoài ra thì em cũng thúc bé đánh online nhiều trên các trang mạng cờ tướng thôi chứ cũng không đi nhiều ạ. Bố còn có thường chơi với nhau? Dạ, cũng ít khi nè. Cũng lâu lâu cũng có chơi nhưng mà cũng để tránh bé quen quá với cách đánh của một người nên cũng phải thay đổi. Phong trào cờ tướng ở thành phố Hồ Chí Minh mấy năm nay như thế nào? Em thấy là rất sôi nổi. Nó không chỉ đơn giản ở cái bề mặt mình thấy. Tức là khi mà các giải phong trào của các câu lạc bộ đưa ra, phụ huynh tới rất là đông. Bắt các bé đánh trong phòng, phụ huynh ngồi ở ngoài cũng bàn tán qua lại thì mới biết rằng là thật ra ở cái đó là bề nổi, còn bề chìm là các bé lại phải đi luyện ở các trung tâm khác, mời các thầy về dạy riêng, rồi còn phải giao lưu đánh ở những cái trang mạng ở nước ngoài này nọ kia. Gây thì cái phong trào đó em nghĩ là lần lần cái sân chơi nó càng mở rộng mà mình lại không nhận biết. Dạ, chắc đến một lúc nào đó thì có lẽ như là các bé sẽ tự chơi mà ba mẹ nó cũng không biết nó đang chơi ở đâu nữa. Cảm nhận về cái giải thần đồng cờ tướng này như thế nào? Dạ, em thấy đây là một giải cực kỳ quy củ, nghiêm túc và rất là chất lượng. Thứ nhất là tập trung cái nhóm hàng đầu á, thì hầu như là các bé không có cái tính toán gì được nhiều nữa. Cứ vào là phải chiến thôi, không phải như là cái chặng đánh đường dài như các giải quốc gia. Thứ hai nữa là thời gian đánh mình gói gọn trong vòng 2 ngày và đánh theo thể thức là gần như là giữa cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn. Thì các bé cũng sẽ không có thể nào mà tính toán theo cái cách cờ nhanh hay là cờ tiêu chuẩn của giải quốc gia được. Không thể nào mà phân bố sức ra được. Coi như vào là phải đánh cái độ máu lửa nó là càng ngày càng cao lên và hình như nó thể hiện đúng luôn cả cái thực lực ngay tại lúc đấy của bé. Em nghĩ là nên duy trì ở cái thiên hướng là cái cờ như hiện tại. Tại vì nếu mà mình quy thành cái giải quốc gia thì nó lại trở thành một cái giải quốc gia thu nhỏ. Nó cũng không có một cái động lực mới mẻ, trong khi ở các bé bây giờ là chuẩn bị cho cái hướng tương lai thì càng nhiều thể thức càng tốt. Em không nghĩ là cho bé tập trung một hình thức là tiêu chuẩn hay là cờ nhanh gì đấy để cho đánh một loại. Nhưng mà khi mà mình tập luyện á, thì cờ nào cũng phải đánh được. Đến khi mà trọng điểm tập trung vào giải, các bé có thể chuẩn bị tiếp theo cho cái bước tiếp theo. Ý anh nói tức là chọn thần đồng cờ tướng, dạ. Chọn cái người mà giỏi nhất về cờ tướng, phải chọn ra cái tố chất. Dạ, vâng. Thì em nghĩ là đã chọn ra tố chất thì nên duy trì cái điều lệ ở cái mức các cái loại hình thức chơi như thế nào? Em nghĩ là cái tố chất của bé nó phụ thuộc vào cái bản năng tương đối khá nhiều, chứ không hẳn nó chỉ là ở cái quá trình tập luyện không. Cho nên là mình phải chọn ra cái điều lệ nó vượt ra ngoài hết tất cả mọi cái tính toán của người lớn. Thì đấy mới là của trẻ con.
để cho các bé đánh máu lửa nhất, thật nhất và đúng trình độ nhất, thì cái đó mới thể hiện chính xác cái tố chất cao nhất. Cờ tướng hay nước nhà hiện giờ là nó đang lão quá, đang càng ngày càng già rồi. Mà thấy là hiện nay là cờ tướng mà trẻ đó là nó rất ít. Và thông qua cái giải cờ tướng đó, thần đồng đất Việt đây là mình phát triển ươm mầm tài năng của đất nước. Hàng năm á, mình tổ chức có một giải toàn quốc trẻ trẻ là nó thật ra là rất thiếu cho mấy bạn trẻ. Mấy bạn đã có tài năng nhưng mà bạn đánh thực chiến nó ít quá. Ví dụ như thực chiến là một năm rồi phải mấy bạn trẻ là càng đánh càng nhiều càng tốt. Ví dụ như năm mới được là dụ 2-3 tháng đâu có một giải cho mấy bạn đánh, mà hiện nay là một năm này có một giải. Thì thông qua cái giải đời này là có một cái môi trường cho mấy em nó cọ sát, nó thi đấu nữa, thì rất là tốt cho mấy em. Từ đó mình mới phát hiện những tài năng của cho đất nước. Em cũng kỳ vọng là sắp tới các bác lãnh đạo liên đoàn cũng như các thầy các cô chung tay hơn nữa, tiếp tục tổ chức những cái giải cờ chất lượng như thế này để cho thứ nhất là các con có cái môi trường để rèn luyện, thứ hai nữa đây là một cái nguồn để đào tạo trẻ cho sau này là cờ tướng Việt Nam sẽ ngày càng vươn tới mạnh hơn trong khu vực Đông Nam Á cũng như là thế giới. Hà Nội cũng tổ chức rất nhiều giải mở rộng của các câu lạc bộ, một số giải đã có cái tiếng vang rất lớn như là giải miền Bắc, các câu lạc bộ miền Bắc cũng đã thu được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ của các quý vị phụ huynh cũng như các câu lạc bộ đến tham gia rất là đông. Đấy là một cái điểm mạnh trong hơn hai năm gần đây, và hầu như là con em đều tham gia hết tất cả các cái giải đấy, và đấy là cái sân chơi rất là mạnh, và mong muốn rằng lại tiếp tục mạnh hơn nữa để cho cái phong trào của Hà Nội sánh ngang được với điểm mạnh của toàn quốc là Thành phố Hồ Chí Minh, và mong sao các cái lãnh đạo sở của Hà Nội sẽ quan tâm và động viên có kịp thời hơn nữa đến môn cờ tướng. Thế hôm nay bà nội đưa cháu đi thi đấu thì tâm trạng của bà thế nào? Tâm trạng cũng hồi hộp, nhưng mà cũng cháu nó cũng có tinh thần đấu, cũng phấn khởi. Hàng ngày thì bà có ủng hộ và dành thời gian cho cháu nó tập thi đấu cờ nhiều không? Và cháu nó thi đấu vào những giờ nào? Dạ, gia đình cũng toàn bộ dốc sức cho cháu này. Cháu nó có năng khiếu bên cờ, yêu thích cờ, mới U8 mà nó đấu với mấy anh lớn U12, 11, 12, 13, 12, thành ra cháu nó cũng như cờ sát để mà nó sẽ mạnh hơn trong những chuyến sau. Gia đình cũng toàn tâm đi theo nó, ủng hộ cho cháu. Cháu nó là hiện nay đang học cờ câu lạc bộ nào ở địa phương nào? Bộ của tỉnh Bình Định, của thầy Nhật. À, học sinh của thầy Nhật. Học trò của thầy Nhật. Bà nội thì thấy là cái địa điểm này thi đấu như thế nào? Dạ, rất là ok. Với một cái tỉnh nhỏ mà tổ chức vậy là thấy bài bản, mà cháu sẽ tiến triển hơn, nhiều cái kinh nghiệm hơn về sau. Trong trường hợp mà cháu nó không được vào cái vị trí cao nhất của giải thì bà nội có buồn không, và có nghĩ rằng là năm tới lại tiếp tục cho cháu học cờ và tham gia tiếp không? Dạ, đó là cháu đi theo tính cách là cọ sát để trau dồi, để theo mấy anh đàn anh học hỏi, tại vì cháu nó mới ra có một năm, cháu cũng lãnh được khá huy chương, từ huy chương vàng tại Vũng Tàu U7 và huy chương miền Trung là 3 cái huy chương vàng, và mới vừa rồi là bà nội đã dẫn đi Bắc Giang cũng lãnh được chiếc đồng tại toàn quốc. Gia đình cũng rất là cũng ủng hộ cho cháu. Nguyễn Hải Phong, phụ huynh của Nguyễn Gia, phụ huynh của cô Phi Điêm thầy Đại Thắng, học sinh của phụ huynh của bạn Nguyễn Hải Đăng. Nguyễn Hải Đăng. Vâng. Cảm ơn Phong.